Vịt nấu chao là một món ăn được ưa chuộng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bằng sự thơm ngon hấp dẫn đến từ những nguyên liệu dân dã, vịt nấu chao đã chiếm trọn tâm hồn thực khách và trở nên phổ biến ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Món này ăn kèm với bún tươi hoặc mì và các loại rau, cách ăn cũng như ăn các món lẩu, phù hợp cho những bữa ăn gia đình, họp mặt bạn bè hay đám tiệc. Hôm nay các bạn cùng chúng tôi vào bếp thực hiện món ăn rất hấp dẫn này nhé! Nguyên liệu làm món này gồm có thịt vịt khoảng 1,5 kg, 10 muỗng canh chao, 0,5 kg khoai môn sáp, 0,5 lít nước dừa, mì, rau ăn kèm, cải xanh, rau muống, mồng tơi, hành tím, hành tây, hành lá, tỏi, ớt, gừng, rượu trắng, một ít nước cốt chanh, các gia vị thông dụng, đường, hạt nêm, muối. Vịt các bạn làm sạch, rửa lại với chút rượu trắng, muối và gừng đập dập để khử mùi hôi, để ráo và chặt thành từng khúc vừa ăn. Các bạn khi mua thịt vịt làm sẵn cần chọn vịt có màu vàng nhạt đều màu, cảm giác tươi mới. Không chọn vịt quá sậm màu hoặc có vết bầm, loang lỗ. Ứng vào việc thấy săn chắc có độ đàn hồi là vịt ngon. Không chọn những con ứng vào thấy mềm nhũn, có mùi hôi ương, chảy nước là vịt để lâu, không ngon. Các bạn cho vịt vào một thau lớn và ướp với hành tím, tỏi, ớt đã băm nhuyễn. Sau đó cho vào đường, muối, nước mắm, thêm vào 4 muỗng canh chao, trộn đều và ướp khoảng 1 tiếng cho thịt vịt thấm gia vị. Các bạn cho ít dầu vào nồi lớn và đặt lên bếp, phi phần tỏi còn lại cho thơm vàng. Sau đó các bạn cho hỗn hợp thịt vịt đã ướp vào, đảo đều cho đến khi thịt vịt săn lại. Thank you.
Tiếp theo, các bạn cho ngay 1 lít nước lạnh và 0,5 lít nước dừa vào nồi, đun với lửa lớn đến khi sôi bùng lên thì vặn nhỏ lửa. Sau đó các bạn nấu tiếp khoảng 30 phút thì thịt vịt sẽ chín. Lúc này các bạn chú ý hớt bọt bỏ nhé. Các bạn sắc khoai môn thành miếng vừa ăn. Các bạn không nên sắc khoai môn thành miếng quá nhỏ để khi nấu khoai không bị bể nát nhé. Tiếp theo là các bạn tiến hành chiên khoai môn nhé. Các bạn cho dầu vào chảo và đặt lên bếp. Các bạn chiên khoai môn đã sơ chế đến hơi chín vàng thì gấp ra và để ráo dầu. Việc chiên khoai môn giúp khoai mau chín và món vịt nấu chao được thơm hơn nhé các bạn. Các bạn cho khoai môn đã chiên sơ chín vào nấu cùng với vịt. Các bạn nêm thêm đường, chao và nước mắm cho vừa khẩu vị. Các bạn nấu đến khi khoai mềm thì nêm nếm lại, sau đó tắt bếp. Vịt nấu chao sau khi nấu xong sẽ được ăn như một món lẩu. Món vịt nấu chao thơm ngon bắt mắt với thịt vịt ngọt mềm thấm gia vị, nước dùng đậm đà, thêm vị bùi bùi của khoai môn, vị chao đặc trưng rất ngon miệng. Chúc các bạn thành công với món ăn rất hấp dẫn của miền Tây này nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video này của kênh Henry Food Channel. Các bạn đừng quên đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn các bạn.